Cũng tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến thống nhất đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc mở cửa trường trên cơ sở đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thành phố sẽ cho học sinh khối lớp 12 tới trường từ ngày 22 tháng 11, khối 10 và 11 từ ngày 29 tháng 11. Riêng cấp trung học cơ sở sẽ học trực tiếp sau khi khối lớp 8 và lớp 9 tiêm mũi 1 vaccine đủ 14 ngày. Việc cho học sinh trở lại lớp chỉ áp dụng với các địa phương đang ở cấp độ dịch 1 và 2, vùng xanh và vùng vàng. Hiện 54 xã, phường ở Đà Nẵng là vùng vàng, hai phường còn lại là Nại Hiên Đông và An Hải Bắc quận Sơn Trà ở cấp độ 3, vùng cam. Hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi. Vì vậy, trước mắt, ngành giáo dục phối hợp, y tế, nghiên cứu thời gian đi học trở lại đối với cấp tiểu học mầm non trên cơ sở căn cứ tình hình dịch bệnh đề xuất mốc thời gian cụ thể.